một giọng ca rất là ngọt ngào và quyến rũ, phải không quý vị và các bạn? Để bởi vì đây chắc có thể là chỉ là một hoặc là hai bài hát đầu thôi. Bởi vậy quý vị, anh chị và bạn vẫn chưa thấm, nếu mà quý vị muốn nghe hay hơn nữa thì chúng ta có phút có đồ ăn ở bên tay tay trái và đồ uống ở bên tay phải. Nếu mà các quý vị, anh chị và các bạn uống thêm một chút xíu nữa thì nghe sẽ rất là hay hơn nữa. Và bây giờ tôi nghĩ sẽ đem ra cho quý vị, anh chị và các bạn một cô nữ ca sĩ rất là dễ thương cũng ở tại Calgary, sẽ mang đến một ca khúc nhộn nhịp hơn một chút xíu, vui tươi hơn một chút xíu, để tất cả quý vị, anh chị và các bạn có thể hòa vào trong buổi tối ca nhạc ngày hôm nay thêm một chút xíu được không ạ? Xin mời nữ ca sĩ Nguyễn Lịch.